Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 10. Các em thân mến, ở trong video trước nói về mạch kiến thức, một số yếu tố thống kê và xác suất, thì thầy đã trình bày bài học số 1, số gần đúng, sai số và chữa bài tập của bài học này. Trong video này, thầy sẽ trình bày bài học số 2, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm. Nội dung của bài học số 2 bao gồm số trung bình cộng, định nghĩa và ý nghĩa của số trung bình cộng, trung vị, định nghĩa và ý nghĩa của trung vị, tứ phân vị, định nghĩa và ý nghĩa của tứ phân vị, mốt, định nghĩa và ý nghĩa của mốt, và mục cuối cùng đó là chúng ta cùng tìm hiểu về tính hợp lý của số liệu thống kê. Trước tiên thầy xin mời các em cùng quan sát vào vấn đề mà thầy trình chiếu ở trên màn hình. Như chúng ta đã biết, SEA Games 30 đã đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam cùng được huy chương vàng cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Đặc biệt số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu là 3,43. Các em có thể tham khảo ở bảng 1 về kết quả thi đấu bóng đá của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Thế thì ở đây có một câu hỏi được đặt ra, đó là số bàn thắng trung bình trong mỗi trận đấu là 3,43 bàn này được tính như thế nào? Và để trả lời câu hỏi này thì thầy xin mời tất cả các em chúng ta cùng tìm hiểu vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Mục 1 La Mã, ta tìm hiểu về số trung bình cộng hay còn gọi là số trung bình. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về định nghĩa số trung bình cộng. Vậy thì để tìm hiểu về định nghĩa số trung bình cộng thì thầy xin mời các em hãy cùng thảo luận theo nhóm và làm hoạt động 1 sau đây. Kết quả đo chiều cao, đơn vị tính là cm của 5 bạn nam tổ 1 là 165, 172, 172, 171 và 170. Hãy tính số trung bình cộng của 5 số trên. Thầy tổng kết lại hoạt động 1 như sau. Để tính trung bình cộng của 5 số ở trên thì chúng ta sẽ lấy tổng của 5 số ở trên, chúng ta chia cho 5. Và tính toán kết quả này chúng ta được bằng 170. Điều này có nghĩa là chiều cao trung bình của 5 bạn nam ở tổ 1 là 170 cm. Như vậy ở trong hoạt động 1 chúng ta đã tính được chiều cao trung bình của 5 bạn nam trong tổ 1. Và từ hoạt động này thì chúng ta rút ra kiến thức trọng tâm về định nghĩa số trung bình cộng được phát biểu như sau. Số trung bình cộng của một mẫu gồm n số liệu thống kê bằng tổng của các số liệu chia cho số các số liệu đó. Số trung bình cộng của mẫu số liệu gồm n số liệu thống kê x1, x2, vân vân, xn được xác định theo công thức x ngang bằng tổng của n số liệu này x1 cộng x2 cộng vân vân cộng xn chia cho số các số liệu, tức là chia cho n. Thầy nhắc lại, số trung bình cộng của một mẫu gồm n số liệu thống kê thì bằng tổng của n số liệu thống kê này mà chia cho n. Tiếp theo, thầy xin mời các em thảo luận theo nhóm áp dụng định nghĩa về số trung bình cộng để làm ví dụ một sau đây. Kết quả của 4 lần kiểm tra môn toán của bạn Hoa là 7, 9, 8, 9. Hãy tính số trung bình cộng x ngang của mẫu số liệu trên. Thầy trình bày ví dụ 1 như sau.
ta có số trung bình của mẫu số liệu trên là x ngang bằng 7 cộng 9 cộng 8 cộng 9 chia cho 4 bằng 33 chia 4 và bằng 8,25. Có nghĩa là kết quả kiểm tra trung bình trong 4 lần kiểm tra của bạn Hoa là 8,25 điểm. Tiếp theo, chúng ta hãy thảo luận nhanh theo nhóm và làm hoạt động luyện tập 1. Quan sát bảng 1 và giải thích tại sao số bàn thắng trung bình của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam trong mỗi trận đấu là 3,43. Ở đây chúng ta có nhận xét như sau. Ta thấy là trong mẫu số liệu thống kê thì số 7 xuất hiện một lần, số 9 xuất hiện hai lần, số 8 xuất hiện một lần. Và giá trị x ngang có thể viết lại là x ngang bằng 7 cộng 8 cộng 2 nhân 9 chia cho 1 cộng 1 cộng 2. Trong đó số 1 này là số lần xuất hiện số 7. Số 1 này là số lần xuất hiện số 8. Và số 2 này là số lần xuất hiện số 9. Thế thì từ nhận xét này, chúng ta rút ra kiến thức trọng tâm của bài học. Tiếp theo, chúng ta hãy ghi nhớ cho thầy kiến thức trọng tâm mà thầy phát biểu sau đây. Cho mẫu số liệu thống kê có bảng phân bố tần số như sau. Bảng này gồm có k giá trị x1, x2, vân vân, xk. Trong đó n1 là tần số của giá trị x1, n2 là tần số của giá trị x2, vân vân, nk là tần số của giá trị xk. Khi đó thì số trung bình cộng của mẫu số liệu trên sẽ là x ngang được xác định theo công thức bằng n1 x1 cộng n2 x2 cộng vân vân cộng nk xk chia cho tổng số n1 cộng n2 cộng vân vân cộng nk. Tiếp theo, thầy cho mẫu số liệu thống kê có bảng phân bố tần số tương đối như sau. Bảng này gồm có k giá trị x1, x2, vân vân, xk. Trong đó, f1 là tần số tương đối của giá trị x1, f2 là tần số tương đối của giá trị x2 và fk là tần số tương đối của giá trị xk. Thì khi đó chúng ta có số trung bình cộng của mẫu số liệu được xác định theo công thức sau đây. X ngang sẽ bằng F1 nhân với X1 cộng F2 nhân với X2 cộng vân vân cộng FK nhân với XK. Trong đó thì chúng ta lưu ý cho thầy F1 sẽ bằng tần số N1 mà chia cho tổng số N, F2 bằng tần số N2 chia cho N, vân vân, FK bằng NK chia N. Ở đây N bằng tổng số các số N1 cộng N2 cộng vân vân cộng NK. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa của số trung bình cộng. Trước tiên các bạn cùng quan sát thầy lý giải. Trong thực tiễn, để tìm hiểu về một đối tượng thống kê, ta sẽ đưa ra tiêu chí để thống kê và tiến hành thu thập nhiều lần số liệu thống kê theo tiêu chí chúng ta đã đưa ra, tạo thành một mẫu số liệu. Chẳng hạn như là tiêu chí về độ dài, tiêu chí về khối lượng hay là tiêu chí về nhiệt độ, vân vân. Và căn cứ vào mẫu số liệu đó, ta sẽ rút ra được kết luận có ích về đối tượng thống kê. Để kết luận rút ra phản ánh đúng đắn bản chất của đối tượng, ta cần nhận biết được hình thái và xu thế thay đổi của mẫu số liệu. Với cách nhìn nhận như thế, thì số trung bình cộng của mẫu số liệu có ý nghĩa như sau.
Khi các số liệu trong mẫu ít sai lệch so với số trung bình cộng, ta có thể lấy số trung bình cộng làm đại diện cho mẫu số liệu. Thầy nhắc lại về ý nghĩa của số trung bình cộng, đó là khi các số liệu trong mẫu ít sai lệch so với số trung bình cộng, ta có thể lấy số trung bình cộng làm đại diện cho mẫu số liệu. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về trung vị của mẫu số liệu. 1. Định nghĩa. Trước tiên, thầy xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng thảo luận và làm hoạt động 2. Điểm kiểm tra môn toán của một nhóm gồm 9 học sinh như sau. Hãy tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên và nêu nhận xét. Thầy tổng kết lại hoạt động 2 như sau. Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là chúng ta lấy tổng tất cả các giá trị cộng lại chia cho 9 và xấp xỉ bằng 5,9. Chúng ta có nhận xét, ta thấy nhiều giá trị ở trong mẫu số liệu rất là chênh lệch so với giá trị trung bình 5,9. Chẳng hạn như giá trị 1, giá trị 3, giá trị 9, giá trị 10. Như vậy, nhiều số liệu có sự chênh lệch lớn so với số trung bình cộng, cho nên chúng ta sẽ không lấy số trung bình để làm đại diện cho mẫu số liệu trên. Khi đó thì chúng ta sẽ chọn một số đặc trưng khác thích hợp hơn để làm đại diện cho mẫu số liệu trên. Cụ thể, ở trong mẫu số liệu trên thì chúng ta sẽ chọn số 7 làm đại diện cho mẫu số liệu. Vậy thì số 7 này sẽ được gọi là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu kiến thức trọng tâm của bài học sau đây. Các bạn hãy ghi nhớ cho thầy kiến thức trọng tâm của bài học được phát biểu như sau. Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm hoặc không tăng. Thì khi đó, nếu n là lẻ, thì số liệu đứng ở vị trí thứ n cộng 1 chia 2, tức là số đứng ở vị trí chính giữa, gọi là trung vị của mẫu số liệu. Còn nếu n là chẵn, thì số trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ n chia 2 và n chia 2 cộng 1, tức là trung bình cộng của hai số liệu ở vị trí đứng giữa, gọi là trung vị của mẫu số liệu trên. Và trung vị của mẫu số liệu chúng ta ký hiệu là ME. Thầy nhắc lại, bây giờ chúng ta sắp thứ tự mẫu số liệu gồm N số liệu thành một dãy không giảm hoặc không tăng. Thì khi đó, nếu L lẻ thì trung vị là số liệu đứng ở vị trí thứ N cộng 1 chia 2, tức là vị trí đứng chính giữa. Còn nếu N chẵn thì trung vị chính là trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ n chia 2 và n chia 2 cộng 1, tức là trung bình cộng của hai số liệu đứng giữa. Và trung vị chúng ta ký hiệu là ME. Các em hãy thảo luận và làm nhanh ví dụ 2. Thời gian tính theo phút mà 10 người đợi ở bến xe buýt được cho ở trong bảng số liệu. Hãy tính trung vị của mẫu số liệu trên. Thầy trình bày ví dụ 2 như sau. Để tìm trung vị của mẫu số liệu trên thì chúng ta làm theo các bước. Bước thứ nhất, sắp xếp số liệu của mẫu theo thứ tự không giảm hoặc không tăng. Chẳng hạn, thầy sắp xếp theo thứ tự không giảm. Bước thứ hai, chúng ta xem là mẫu số liệu gồm n số liệu là chẵn hay là lẻ. Thì ta thấy mẫu này có 10 số liệu trong mẫu. Như vậy, trung vị của mẫu số liệu trên sẽ bằng trung bình cộng của số liệu thứ 10 chia 2, tức là số liệu thứ 5, và số liệu thứ 10 chia 2 cộng 1, tức là số liệu thứ 6.
Có nghĩa là nó sẽ bằng trung bình cộng của 2,5 và 2,8. ME sẽ bằng 2,5 cộng 2,8 chia 2 và bằng 2,65 phút. Nhìn vào ví dụ 2, chúng ta rút ra nhận xét. Nhận xét thứ nhất, trung vị không nhất thiết là một số ở trong mẫu số liệu. Nhận xét thứ hai, nếu các số liệu ở trong mẫu không có sự chênh lệch lớn thì số trung bình cộng và trung vị xấp xỉ nhau. Tiếp theo, thầy xin mời các bạn, chúng ta hãy thảo luận theo nhóm và làm nhanh hoạt động luyện tập 2. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu mục 2 nhỏ, ý nghĩa của trung vị. Các bạn cùng quan sát thầy lý giải. Bây giờ nếu những số liệu ở trong mẫu có sự chênh lệch lớn so với số trung bình cộng, thì chúng ta không nên chọn số trung bình cộng làm đại diện cho mẫu số liệu. Khi đó thì chúng ta nên chọn trung vị làm đại diện cho mẫu số liệu. Như vậy các bạn ghi nhớ, nếu những số liệu ở trong mẫu có sự chênh lệch lớn, thì ta nên chọn thêm trung vị làm đại diện cho mẫu số liệu đó. Khi đó thì những kết luận về đối tượng thống kê được rút ra sẽ đáng tin cậy hơn. Chẳng hạn, số trung bình cộng của mẫu số liệu thống kê ở trong ví dụ 2 chúng ta tính được là x ngang bằng 3,62 phút. Vì thế nếu chọn thêm trung vị là ME bằng 2,65 phút làm đại diện cho mẫu số liệu đó thì kết luận về thời gian đợi ở bến xe buýt sẽ đáng tin cậy hơn. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu mục ba la mã tứ phân vị của mẫu số liệu. Một, định nghĩa. Trước tiên thầy xin mời các bạn, chúng ta hãy thảo luận theo nhóm và làm hoạt động 3. Xét mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tìm trung vị của mẫu số liệu trên. Thầy tổng kết lại hoạt động 3 như sau. Hoạt động 3 cho chúng ta mẫu số liệu gồm 11 số liệu và đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Cho nên trung vị của mẫu số liệu chính là số liệu đứng chính giữa, tức là ME bằng 6. Từ hoạt động 3 thì chúng ta rút ra nhận xét. Nhận xét thứ nhất, nhiều số liệu ở trong mẫu vẫn có sự chênh lệch lớn so với trung vị. Chẳng hạn số liệu 12, số liệu 10-11. Vì thế ta cần chọn thêm những phần tử đặc trưng cho mẫu số liệu. Thế thì để chọn thêm được những phần tử đặc trưng cho mẫu số liệu, ta sẽ chia mẫu số liệu ra thành hai nửa dãy số liệu. Nửa dãy số liệu phía dưới của số 6 bao gồm các số liệu nhỏ hơn 6. Đó là các số liệu 1, 2, 3, 4 và 5. Và nửa dãy số liệu phía trên của số 6 bao gồm các số liệu 7, 8, 9, 10, 11. Chúng ta xét nửa dãy số liệu phía dưới của số 6. Thế thì nửa dãy số liệu này bao gồm 5 số liệu và trung vị của nửa dãy số liệu này là 3. Tiếp theo chúng ta xét nửa dãy số liệu phía trên của 6 bao gồm các số liệu 7, 8, 9, 10, 11. Nửa dãy số liệu này có trung vị là 9. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào các phần tử 3, 6 và 9. Chúng ta sẽ chia mẫu số liệu ra thành 4 phần có số lượng bằng nhau. Phần thứ nhất bao gồm các phần tử 1, 2. Phần thứ hai bao gồm các phần tử 4, 5. Phần thứ ba bao gồm các phần tử 7, 8. Và phần thứ tư bao gồm các phần tử 10, 11.
Khi đó thì chúng ta sẽ chọn bộ ba số 369 là một bộ số đặc trưng cho mẫu số liệu. Thế thì bộ số này chúng ta sẽ gọi nó là gì? Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào kiến thức trọng tâm sau đây. Các bạn hãy ghi nhớ kiến thức trọng tâm về định nghĩa tứ phân vị của mẫu số liệu được phát biểu như sau. Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành một dãy không giảm. Khi đó, tứ phân vị của mẫu số liệu trên là bộ ba giá trị tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba. Ba giá trị này chia số liệu ra thành bốn phần có số lượng phân tử bằng nhau. Trong đó, tứ phân vị thứ hai chúng ta ký hiệu là Q2, chính bằng trung vị của mẫu số liệu. Và trong trường hợp n chẵn thì tứ phân vị thứ nhất chúng ta ký hiệu là Q1, bằng trung vị của nửa dãy số liệu phía dưới. Và tứ phân vị thứ ba chúng ta ký hiệu là Q3, bằng trung vị của nửa dãy phía trên. Trong trường hợp n lẻ thì tứ phân vị thứ nhất Q1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới, không bao gồm Q2. Và tứ phân vị thứ ba Q3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên, không bao gồm Q2. Ở đây các bạn để ý, chúng ta có lưu ý là không bao gồm Q2. Có nghĩa là trong trường hợp n lẻ thì trung vị Q2 là một phần tử thuộc mẫu số liệu và chúng ta không tính phần tử Q2. Thầy nhắc lại định nghĩa về tứ phân vị của mẫu số liệu. Đó là cho một mẫu số liệu gồm n số liệu được sắp thứ tự thành một dãy không giảm. Khi đó tứ phân vị của mẫu số liệu là bộ ba giá trị tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba. Bộ ba giá trị này chia mẫu số liệu ra thành bốn phần có số lượng phân tử bằng nhau. Trong đó tứ phân vị thứ hai Q2 chính bằng trung vị của mẫu số liệu. Và trong trường hợp n chẵn thì tứ phân vị thứ nhất Q1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới và tứ phân vị thứ ba Q3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên. Trong trường hợp n lẻ thì tứ phân vị thứ nhất Q1 bằng trung vị của nửa dãy phía dưới mà không bao gồm Q2 và tứ phân vị thứ ba Q3 bằng trung vị của nửa dãy phía trên không bao gồm Q2. Các bạn quan sát, thầy minh họa tứ phân vị của một mẫu số liệu gồm có 11 số liệu ở trên trục số như sau. Chúng ta có tứ phân vị thứ hai Q2 bằng trung vị của mẫu số liệu, tức là bằng số liệu X6. Tứ phân vị thứ nhất Q1 bằng trung vị của nửa dãy số liệu phía dưới, tức là bằng số liệu X3. Và tứ phân vị thứ ba Q3 bằng trung vị của nửa dãy số liệu phía trên, tức là bằng số liệu X9. Thế thì bộ ba số Q1, Q2, Q3 sẽ chia mẫu số liệu ra thành bốn phần có số lượng phần tử bằng nhau. Phần thứ nhất bao gồm các số liệu X1, X2. Phần thứ hai bao gồm các số liệu X4, X5. Phần thứ ba bao gồm các số liệu X7, X8. Và phần thứ tư bao gồm các số liệu X10, X11. Tiếp theo chúng ta hãy thảo luận nhanh theo nhóm và làm ví dụ 3. Tìm tứ phân vị của một số liệu được cho trên màn hình và biểu diễn tứ phân vị đó trên trục số. Sau khi chúng ta đã trình bày về ví dụ 3, thầy tổng kết lại ví dụ 3 như sau. Để tìm tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho, thì chúng ta làm theo các bước sau đây. Bước thứ nhất, sắp xếp số liệu của mẫu theo thứ tự không giảm. Chúng ta có dãy số liệu.
Bước thứ hai, tìm tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu, tức là tìm trung vị của mẫu số liệu. Ta thấy mẫu số liệu này gồm có 8 số liệu là chẵn, cho nên trung vị của mẫu số liệu bằng trung bình cộng của hai số liệu đứng giữa. Như vậy Q2 sẽ bằng 35 cộng 43 chia 2 bằng 39. Bước thứ ba, tìm tứ phân vị thứ nhất, tức là tìm trung vị của nửa dãy số liệu phía dưới, bao gồm các số liệu 8, 17, 21, 35. Q1 sẽ bằng 17 cộng 21 chia 2 bằng 19. Bước thứ tư, tìm tứ phân vị thứ ba, tức là tìm trung vị của nửa dãy số liệu phía trên, bao gồm các số liệu 43, 59, 72, 119. Như vậy Q3 sẽ bằng 59 cộng 72 chia 2 bằng 65,5. Như vậy chúng ta có tứ phân vị của mẫu số liệu là bộ 3 số Q1 bằng 19, Q2 bằng 39 và Q3 bằng 65,5. Các bạn quan sát thầy biểu diễn tứ phân vị vừa tìm được ở trên trục số như sau. Chúng ta có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai, tứ phân vị thứ ba sẽ chia mẫu số liệu ra thành 4 phần có số phân tử bằng nhau. Phần thứ nhất gồm các phần tử 8, 17. Phần thứ hai gồm các phần tử 21, 35. Phần thứ ba gồm các phần tử 43, 59. Và phần thứ tư gồm các phần tử 72, 119. Tiếp theo, chúng ta hãy thảo luận theo nhóm và làm hoạt động luyện tập 3. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của tứ phân vị. Các bạn quan sát thầy lý giải. Trong thực tiễn, có những mẫu số liệu mà nhiều số liệu trong mẫu đó vẫn còn sự chênh lệch lớn so với trung vị. Ta nên chọn thêm những số khác cùng làm đại diện cho mẫu đó, bằng cách lấy thêm trung vị của từng dãy số liệu được tách ra bởi trung vị của mẫu số liệu trên, ta nhận được tứ phân vị đại diện cho mẫu số liệu đó. Và bộ 3 giá trị Q1, Q2, Q3 trong tứ phân vị phản ánh độ phân tán của mẫu số liệu. Nhưng mỗi giá trị Q1, Q2, Q3 lại đo xu thế trung tâm của phần số liệu tương ứng của mẫu đó. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về mốt của mẫu số liệu. Mốt nhỏ, định nghĩa. Trước tiên, thầy xin mời các bạn, chúng ta hãy thảo luận theo nhóm và làm hoạt động 4. Bác Tâm khai trương cửa hàng bán áo sơ mi Nam. Số áo cửa hàng đã bán ra trong tháng đầu tiên được thống kê trong bảng tần số sau. Bảng này gồm có 2 dòng, dòng đầu là cỡ áo, dòng thứ hai là tần số, tức là số áo bán được. Cỡ áo bao gồm các cỡ áo từ 37 đến 43 và tần số 15, 46, 62, 81, 51, 20 và 3. Câu hỏi đặt ra, cỡ áo nào cửa hàng Bắc Tâm bán được nhiều nhất ở trong tháng đầu tiên? Thầy tổng kết lại hoạt động 4 như sau. Nhìn vào bảng tần số của mẫu số liệu thì chúng ta thấy cỡ áo số 40 có tần số bằng 81, tức là bán được 81 cái áo cỡ 40. Và mỗi cái áo cỡ 40 chúng ta gọi là gì? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức trọng tâm sau đây. Tiếp theo, chúng ta hãy ghi nhớ kiến thức trọng tâm về định nghĩa mốt của mẫu số liệu, được phát biểu như sau. Mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số
và được ký hiệu là MO. Thầy nhắc lại, mốt của mẫu số liệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số và được ký hiệu là MO. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý cho thầy một điều, đó là trong một mẫu số liệu thì có thể có một hoặc nhiều mốt. Tiếp theo chúng ta hãy thảo luận nhanh theo nhóm và làm ví dụ 4. Mốt trong bảng tần số thống kê số áo bán ra trong tháng đầu tiên của cửa hàng ở trong hoạt động 4 là bao nhiêu? Như vậy chúng ta thấy cỡ áo số 40 có tần số là 81 là lớn nhất trong số các cỡ áo. Như vậy, mốt của mẫu số liệu này là MO bằng 40. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của mốt trong mẫu số liệu không ghép nhóm. Thế thì, mốt của một mẫu số liệu đặc trưng cho số lần lặp đi lặp lại nhiều nhất tại một vị trí của mẫu số liệu đó. Và dựa vào mốt, ta có thể đưa ra những kết luận có ích về đối tượng thống kê. Chẳng hạn như trong ví dụ 4 ở trên, thì mốt trong bảng tần số thống kê về số áo bán ra trong tháng đầu tiên của cửa hàng, chúng ta tính được là 40. Cho nên bác Tâm nên nhập về nhiều hơn cỡ áo số 40 để bán trong tháng tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về tính hợp lý của số liệu thống kê. Các bạn quan sát vào hoạt động 5. Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại và biểu diễn số liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lý các số liệu đó để xem xét tính hợp lý của số liệu thống kê. Đặc biệt, để chỉ ra được những số liệu bất thường hay còn gọi là dị biệt, mà trong tiếng Anh chúng ta hay gọi là outlier. Và ta có thể sử dụng các số liệu đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm để thực hiện điều đó. Chúng ta hãy cùng thảo luận và làm ví dụ 5. Mẫu số liệu sau ghi lại cân nặng của 40 bạn học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông, đơn vị tính là kg. Hãy xác định trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu trên. Ý B, từ kết quả ở câu A, bước đầu xác định những số liệu bất thường ở trong mẫu số liệu trên. Các em quan sát, thầy trình bày ví dụ 5 như sau. Ý A, thế thì để tìm trung vị của mẫu số liệu, đầu tiên chúng ta sẽ sắp xếp số liệu của mẫu theo thứ tự không giảm. Và chúng ta có thứ tự sau. Chúng ta thấy mẫu này có 40 số liệu thống kê, cho nên trung vị của mẫu số liệu bằng trung bình cộng của hai số liệu đứng giữa, tức là trung bình cộng của số liệu thứ 40 chia 2 và số liệu thứ 40 chia 2 cộng 1. Nghĩa là trung bình cộng của số liệu thứ 20 và thứ 21. Như vậy chúng ta có trung vị của mỗi số liệu, tức là tứ phân vị thứ 2, Q2 sẽ bằng 54 cộng 55 chia 2, bằng 54,5 kg. Tiếp theo, chúng ta tìm tứ phân vị thứ nhất, tức là trung vị của dãy số liệu phía dưới, tức là các số liệu ở hai dòng đầu tiên khi chúng ta đã sắp xếp, bao gồm 20 số liệu thống kê. Như vậy trung vị sẽ bằng trung bình cộng của số liệu thứ 10 và thứ 11. Chúng ta có Q1 sẽ bằng 49 cộng 49 chia 2 bằng 49 kg. Tiếp theo, chúng ta tìm tứ phân vị thứ 3, tức là trung vị của dãy số liệu phía trên. Đó là hai dòng tiếp theo của mẫu số liệu khi chúng ta đã sắp xếp. Như vậy chúng ta có Q3 sẽ bằng 60 cộng 60 chia 2 bằng 60. Như vậy chúng ta có
tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là Q1 bằng 49, Q2 bằng 54,5 và Q3 bằng 60. Bây giờ các bạn quan sát vào bảng số liệu thì chúng ta thấy tứ phân vị của mẫu số liệu này chúng ta đã tính được là 49, 54,5, 60. Cho nên chúng ta có thể nhận ra được những giá trị bất thường, đó là các giá trị 30, 32 và các giá trị 88, 85. Như vậy chúng ta có kết luận dựa vào trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho thì bước đầu ta có thể thấy được những số liệu bất thường trong mẫu số liệu đó. Đó là các giá trị 30, 32, 85, 88. Như vậy, trong video này thầy đã trình bày đầy đủ chi tiết về bài học số 2, các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm. Và trong video tiếp theo, thầy sẽ trình bày về bài tập của bài học số 2. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn đừng quên ủng hộ thầy bằng cách like và share để mọi người cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.